Xin chào quý vị, anh chị em, cô bác và quý khách hàng thân yêu của Tùng nha. Cũng như theo yêu cầu của quý khách hàng thân thương thì hôm nay mình cũng làm một cái clip để review về xe, mô tả nó cụ thể và trực diện hơn. Thì mình xin giới thiệu, mình là Tùng Nguyễn hay là Tùng Xe Đạp quận 8 ha. Shop cửa hàng mình hiện đang nằm tại Dương Bá Trạc quận 8. Thì chắc theo mình nghĩ chắc anh em lái buôn hay bạn hàng từ Bắc chí Nam cũng không xa lạ gì với mình đâu. Thì nhưng mà cái lạ là năm 24 này mình theo công nghệ các bạn, làm review đi, coi như một YouTuber tập tành á, và cũng là cái clip đầu tay, chưa có sự chuẩn bị gì hết nên cũng nó hơi bập chập lắm, chưa được chu đáo mấy, thì mong anh em thông cảm nha. Chắc theo mình nghĩ vài clip sau thì có lẽ mình sẽ hoàn thiện ngày càng tốt hơn, nhưng mà quan trọng nhất là những cái sản phẩm mình đưa đến khách hàng thì chắc chắn một điều là phải chất lượng. Đây sản phẩm đầu tiên của mình đưa ra thì sẵn dịp mình giới thiệu luôn hai mẫu xe ha. Cấu hình thì tầm trung thôi, ở mức tầm trung để tập thể dục, nhưng mà cũng giá cả cũng hợp lý tương đối. Đây là một xe Scott, thương hiệu của Mỹ xuất Nhật, và một hiệu Kogatet cũng hàng Nhật bãi. Tất cả điều đó cái xe đã qua sử dụng nha các anh em. Đây mình vô chi tiết từng xe ha. Cái Scott khung nhôm phục nhôm ha, khung nhôm phục nhôm, cấu hình 3 dĩa 8 lít, hiện đang chạy cái cấu hình các chủ đề là Acera, hàng nguyên bản zin theo xe ha. Thì khung sườn nước sơn chia zin nhưng mà là được giảm tuốt nha, để làm đẹp cho em nó. Thì em nó về cũng chạy xước khá nhiều. Về mặt cấu hình hay là các phụ tùng trên xe thì bảo đảm là hàng zin. Zin đấy 90% nha. Tuy nhiên cũng có một số bộ phận thay thế, ví dụ như là lớp xe ha. Lớp xe đã được bên shop mình thay lớp mới 728 hiệu Kenda. Nguyên nhân thay là do xe đã sử dụng tại Nhật thì nó có những vết rạn nứt, cũng như là nó đã cũ, đã hết hạn sử dụng. Do đó bắt buộc shop bên Tùng phải thay thế thôi, không còn cách nào khác. Đây, mình quay chi tiết từng phụ tùng ha. Đây là bộ phận tay bấm xả ha, 3 dĩa 8 lít, đã được bảo dưỡng cân chỉnh nha, rất nhẹ nhàng và mượt. Hàm thắng ở đây thì hàm thắng được hãng trang bị là hàm thắng Petro, trước sau đồng bộ, phục trước phục nhôm ha. Vành này vành xé gió, vành zin theo xe, bảng cao hai lớp, cao 3 phân nha các bạn. Nan hoa inox và máy ơ nhôm. Đây là bộ phận dĩa, còn rất đẹp và rất mới. Shimano zin theo xe. Clip được trang bị 8 tầng ha, Shimano HG. Shimano HG 41. Zin theo xe, đảm bảo clip vẫn còn mượt mà ha. Chủ đề chạy chủ đề Shimano Acera. Yên và khúc yên. Yên zin, zin theo xe. Không tì vết ha. Tuy nhiên vẫn cũ theo thời gian. Hiệu Scott, hàng chính hãng Scott. Đây là cái mặt bên tay trái của em đó. Chân tấm nhôm zin theo xe. Mình
xin báo giá, báo cái size của xe ha. Cái xe này là size khung ống đứng là 49 và ống ngang là 55. Xe rất thích hợp cho chiều cao từ 1m65 tới 1m75 ha. Lưu ý cái size nha các bạn. Chọn xe size cho nó vừa vì chạy nó mới khỏe, mới không mỏi được. Em xin báo giá luôn ha. Cái Scott Matiz 40 này là 6.500.000. 6.500.000, em bao gồm cả phí ship tặng nhà cho các anh em nha. Tùng xin qua chiếc xe thứ hai, hiệu là Coratec. Xe thì cấu hình cũng tương tự như em Scott này thôi, cấu hình 38 cùng phân khúc, và em cũng xin báo giá luôn, cũng đồng giá 6.500.000, bao gồm cả phí ship về tặng nhà. Xe này khung nhôm ha, nước sơn zin nguyên bản từ đầu tới đít. Khung size của em là ống đứng 44, ống ngang 52, thích hợp cho chiều cao từ 1m63 trở lên ha, cho tới 1m7. Em xin vào cấu hình chi tiết nha. Xe được trang bị là 3 dĩa 8 lít, sử dụng củ đề là Alivio. Đây là dàn bi đông bô tăng ha. Xe này có trang bị thêm một cặp gù chống đổ, bảo vệ tay lái, zin theo xe. Còn bánh xe thì được trang bị cặp vành Alekrim, vành hai lớp, nan hoa inox. Lớp là lớp Bana Racer made in Japan. Còn lớp top zin theo xe nha. Đây là dĩa. Em nó được trang bị là dĩa FSA. Găng một gần, găng rất là tốt ha. Còn sử dụng rất tốt. Mình bắt xanh dĩa. Lít 8 zin theo xe, của đề Alivio. Xích bên mình là trang bị xích mới nha. Xích IBN chính hãng Đài Loan. Bên mình không có xài xích hàng điểu. Hiện nay thị trường thì rất nhiều cái xích Shimano giá rẻ. Mình cảm thấy nó hoạt động không tốt. Shimano 105 9 lít mà giá bán thì vài chục nghìn thì các anh em cũng tự hiểu và suy nghĩ cũng thử đủ biết chất lượng nó như thế nào rồi. Tay trái chống nhôm zin theo xe, xe đã được bảo dưỡng. Tình trạng xe còn rất đẹp anh em ạ. Bên shop mình đặc biệt chú trọng vấn đề bảo dưỡng. Mình phải hiểu rằng cái xe bãi Nhật này là cái xe đã qua sử dụng bên Nhật rồi và họ bỏ bãi thì tuổi đời nó cũng là 5-7 năm, chiếc nào gần gần nhất thì cũng 2-3 năm thì họ mới đưa ra ngoài để